Ngọc Anh chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với tin tức mới, kênh cập nhật các thông tin giải trí mới nhất có trong ngày. Và ngày hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn những tin tức gì đáng chú ý. Hãy dành ra ít phút cùng với mình để theo dõi ngay bây giờ nhé! Lộc Phu Hô, thầy dạy phụ hồ online ở Bình Định có giàu như lời đồn. Nhiều người cho rằng Lộc Phu Hô có thể kiếm được gần chục tỷ mỗi năm. Sau một thời gian vắng bóng, hiện tượng mạng lộc phu hô, Phạm Văn Lộc đã quay trở lại rầm rộ trên các mạng xã hội. Anh thường xuyên mở lớp livestream dạy đóng gạch, trộn vữa, thu hút lượng người xem khổng lồ. Sô đổi nhiều kỷ lục, Lộc Phu Hô thậm chí còn được coi là thánh livestream mới của cõi mạng. Đi kèm với thành công này, nhiều người đâm ra tò mò hơn về thu nhập của Lộc Phu Hô kiếm được. Bởi ngoài nghề phụ hồ làm nên tên tuổi, thì hiện tượng mạng này còn sở hữu kênh youtube với quy mô không hề nhỏ khi sở hữu tới 1,22 triệu lượt đăng ký. Theo Social Blade, một trang web theo dõi thống kê và phân tích các trang mạng xã hội khá uy tín, kênh của Lộc Phu Hô hiện đang đứng thứ 435 về độ nổi tiếng tại Việt Nam. Với quy mô lượt subscribe cũng như lượt view thu về, nếu bật nút kiếm tiền thì doanh thu mỗi tháng của Lộc Phu Hô sẽ là 2.100 đô đến 34.300 đô, tương đương khoảng 48 đến 780 triệu đồng còn doanh thu mỗi năm sẽ giao động trong khoảng là 25.800 đô đến 412.000 đô, tương đương khoảng 590 triệu đến 9,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, Lộc Phu Hô từng nhiều lần lên tiếng khẳng định mình không giàu như nhiều người nghĩ. Theo đó, thu nhập từ nghề phụ hồ của Lộc Phu Hô là khoảng 15 triệu một tháng. Thu nhập đó là trừ chi phí xăng xe ăn sáng nên thực tế sẽ không giữ được nguyên số tiền 15 triệu như mọi người nghĩ. Còn về phần thu nhập từ YouTube, Lộc Phu Hô khẳng định đây là nguồn thu nhập chính hiện tại của mình. Thế nhưng con số trung bình chỉ rơi vào vài chục triệu một tháng, trong đó tháng cao nhất là 200 triệu, chứ không lên đến những con số trên trời như dân mạng đồn thổi. Anh từng chia sẻ, kênh của Lộc hơn một triệu thành viên, mọi người cứ nghĩ kiếm tiền dễ, nhưng không, sự thật phải đầu tư rất nhiều, chi phí đi lại, mua thiết bị. Nếu thật sự kiếm tiền dễ thì ai cũng làm YouTube hết rồi mọi người. Nhiều khi có kênh nhỏ, ít lượt theo dõi hơn Lộc, nhưng họ kiếm tiền hơn Lộc. Bên cạnh đó gần như mọi thu nhập kiếm được, Lộc Phu Hô đều sẽ giao nộp cho vợ. Lộc Phu Hô cho biết cả hai vợ chồng phải tích góp dần bởi thời gian tới gia đình nhỏ của họ sẽ đón chào một tiểu công chúa. Hành động này của thầy Lộc đã nhận được tới tấp lời khen, nhiều người thậm chí còn tác hẳn chồng mình vào và yêu cầu lấy thầy Lộc làm gương. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của tin tức mới. Mong rằng các bạn đã có những giây phút thật vui vẻ sau khi theo dõi xong bản tin ngày hôm nay. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.